Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Yến Jimmy Talk. Trong nội dung video hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người đó là nội dung chọn một tụ bài để mình có thể dự đoán tuần mới của mình như thế nào. Và thời gian dự đoán tuần mới của mình cụ thể là bắt đầu từ ngày thứ 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, tức là tuần thứ 30 của năm 2020. Thì bắt đầu từ trong video này và các video ở các tuần tiếp theo thì mình sẽ cố gắng là mỗi tuần mình sẽ làm một video dự đoán tuần của các bạn như thế nào. Mọi người thì cũng có thể là xem video và cố gắng là chia sẻ cũng như là like và subscribe kênh để ủng hộ mình. Một tuần có thể là có khá là nhiều diễn biến cũng như là các vấn đề liên quan đến công việc, tình cảm hay là vấn đề tài chính cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến một người. Và trong một nội dung video của mình thì sẽ nói đến ba vấn đề chính, đó là công việc, thứ hai đó là tình cảm và thứ ba đó là vấn đề tài chính. Và các vấn đề nổi bật trong trong một tuần mà mình có thể gặp phải. Mọi người lưu ý là đây là một tụ bài chung và cũng sẽ là có thể là không đúng với bất kỳ một đối tượng nào hay là một người, một cá nhân cụ thể. Mọi người có thể xem để mà có thêm có định hướng này cũng như là có thêm lựa chọn cho bản thân mình. Được chưa? Thì ngay bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ạ. Trong video ngày hôm nay để mà mình làm tụ bài như thế thì mình sẽ sử dụng ba bộ bài. Thứ nhất đó là bộ bài Tarot ạ. Mọi người cũng đã nhìn thấy đây là bộ bài mà mình rất là hay sử dụng. Bộ chuẩn Rider-Waiter ạ. Được chưa? Thứ hai đó là bộ Oracle ạ. Đây ạ, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đấy ạ. Bộ bài thứ ba là bộ bài Lenormand Fairy Tale. Đây. Dạ, bây giờ thì trước hết là mình sẽ chọn ra ba viên đá để mà mình chọn tụ nhá. Đá mắt hổ trước nhé, đá mắt hổ này, thứ hai đó là tụ đá tím này và tụ đá bên đá màu trắng ạ. Được chưa? Trước hết là mình sẽ chọn tụ làm tụ đã. Dự đoán tuần thứ 30 bắt đầu từ ngày thứ 20 đến ngày 26 tháng 7. Ok, đây là xong bộ bài tarot này. Thứ hai là đến bộ Oracle ạ. Thường thì Oracle thì sẽ đưa ra cho mình cái lời khuyên. Nó cũng giống như bài tarot ạ, cũng là một phần định hướng và mang cái tính tiên tri. Nhưng mà về cái tính chất tiên tri của Oracle thì nó sẽ mang cái tính chung chung hơn rất là nhiều so với bài trà, bài Lenormand hay là bài tarot ạ. Tiếp theo là bài lên của mình. Tuần thứ 30 từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 của bạn sẽ diễn ra như thế nào? Bài Lenormand thì mình sẽ sử dụng từ 3 đến 5 lá nhé.
tuần thứ 20 của bạn có tốt hay không. Tuần thứ 30 có tốt hay không. Ok, vậy là mình đã làm xong 3 tụ rồi ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn tụ nhé. Gồm có tụ đà trắng này, tụ đà tím này và tụ đá mắt hổ ạ. Mọi người hãy tĩnh tâm, hãy nghĩ đến những cái vấn đề mà bản thân mình muốn đề cập, muốn tìm hiểu, muốn dự đoán. Ví dụ như là vấn đề công việc của mình trong thời gian tới như thế nào này, vấn đề tình cảm của mình trong thời gian tới như thế nào, hay là vấn đề công việc của mình trong thời gian tới như thế nào. Nhưng mà thời gian ở đây thì sẽ là trong tuần thứ 30, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020 ạ. Thì chúng ta có thể vừa tĩnh tâm vừa hỏi những câu hỏi, đó là tuần thứ 30 của mình sẽ như thế nào ạ. Và chúng ta sẽ chọn một là đá trắng này, hai là đá tím này, ba là đá mắt hổ ạ. Mình sẽ dành cho các bạn 15 giây để mà mình chọn tụ nhé. Ok, mọi người đã chọn được tụ bài cho mình chưa ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào việc giải tụ nhá. Thì trước hết đó là mình sẽ giải từ tụ đá mắt hổ đi ạ. Tụ đá trắng và tụ đá tím thì mình sẽ đây, xoay phía bên này nhá. Về bài lên cho mình chưa ạ? 5 lá bài lên cho mình. Mountain này, garden này, fox này, bia này và lady. Ok, mountain này, garden này, fox, bia và lady. Thứ hai nó là bài oracle ạ. Và thứ ba nó là phần tarot ạ. Ok, có khá là nhiều thông tin thú vị mà chúng ta sẽ khai thác được ở đây đây ạ. Thứ nhất là mình sẽ phân tích từ phía bài tarot trước nhé. Ba lá bài tarot này thì sẽ đại diện cho ba vấn đề. Thứ nhất đó là về vấn đề công việc này, thứ hai là vấn đề tình cảm này, và thứ ba là vấn đề tài chính ạ. Thì thứ nhất đó là về vấn đề công việc. Về vấn đề công việc mà ra cái lá bài này thì ám chỉ nó trong cái tuần tới của mình, cái tuần thứ 30, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 ạ, sẽ có khá là nhiều cái sự khởi đầu, cũng như là có những cái sự chuyển biến theo hướng tích cực. Ở trên cái lá bài này thì muốn khuyên bản thân mình rằng là cần phải có những cái sự thay đổi này về cách suy nghĩ, định hướng, tư duy và cũng như là các cách làm và phương pháp cũ. Bởi vì có thể ở đây mình có muốn nói rằng là những cái phương pháp cũ, những cái cách làm cũ có thể không đem lại cho bản thân mình những cái hiệu quả trong công việc, thì mình có thể nên cần phải thay đổi, không nên quá cố chấp về những cái vấn đề cũ quá không thay đổi, thì buộc mình cần phải thay đổi để đáp ứng cái nhu cầu của công việc thôi ạ. Thứ hai đó là với những cái người mà đang gặp khó khăn trong công việc thì trong cái khoảng thời gian này, trong cái tuần này thì rất là có khả năng là sẽ có sự thay đổi. Thay đổi đây đó là thay đổi theo hướng tích cực hơn, mọi thứ cũng sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Và có khả năng đó là trong cái tuần này thì mình có thể sẽ được hỗ trợ một chút liên quan đến tài chính, để hỗ trợ công việc của mình tốt hơn, cũng như là giúp cho cuộc sống của mình nó dễ thở hơn ạ. Thứ hai đó là về vấn đề tài chính ạ. Về vấn đề tài chính mà ra giờ môn này thì bản thân mình muốn hoặc là có những cái dự định, nhưng mà có thể là không biết là có nên làm hay không. Có những cái sự hoang mang, lo lắng nhất định về trong cái sự tài chính, trong cái con đường tài chính của mình. Và nếu mà có sự hoang mang như thế này thì mình hãy cố gắng tốt nhất là nên dành thời gian một ngày hay là một cái khoảng thời gian ngắn để mà mình xác định lại
con đường, xác định lại cái hướng đi của mình để mọi thứ có thể thuận lợi hơn trong khoảng thời gian tới. Và ở trên nghề lá bài này thì nói là với những cái ai mà đang kinh doanh nhé, ở trên những nghề lá bài này đang nói là ở trên với những ai mà đang kinh doanh thì có thể có khả năng là trong cái tuần này thì sẽ cái nguồn khách hàng nó sẽ bị giảm đi ạ. Giảm đi, và có thể mình sẽ cần phải xem lại về cái cách mình giới thiệu hay là mình marketing hay là mình quảng cáo ạ. Cũng cần phải xem xét lại cái định hướng này, cái cách thức mình làm việc kinh doanh để làm sao cho trong cái khoảng thời gian tới về mặt doanh thu nó ổn định hơn. Chứ nếu mà ra cái như thế này thì trong cái tuần này có khả năng là nguồn khách hàng cũng sẽ không được ổn định lắm đâu ạ, hoặc là sẽ có sự sụt giảm so với những cái khoảng thời gian trước. Tiếp theo đó là về vấn đề tình cảm. Về vấn đề tình cảm ở trong cái tuần này thì với những người mà đang độc thân ấy, thì rất là có khả năng là mình nên bắt đầu cũng như là nên mở lòng mình ra để mà có những cái mối quan hệ mới, hay là cũng có những cái cách trò chuyện vui vẻ hơn, chứ không nên ôm khư khư về trong cái vấn đề quá khứ, không nên ôm giữ nỗi đau của quá khứ quá nhiều. Thứ hai đó là với những người mà đang muốn có khả năng là muốn quay lại với người yêu cũ ấy, thì rất là nếu mà ra lá này trong cái tuần này, trong cái mối quan hệ này mà bản thân mình vẫn còn đang có sự luyến tiếc này, hay là có những mối quan hệ đó thực sự chưa rõ ràng với người cũ, thì rất là có khả năng là mình sẽ có những cái tín hiệu tốt, tín hiệu tích cực để mà báo hiệu đó là mình sẽ có khả năng quay lại với người yêu cũ đấy ạ. Nhưng mà lời khuyên ở trong cái lá bài này là bản thân mình cần phải thay đổi về bản tính cách của mình, tính cách không nên quá trẻ con này. Thứ hai đó là không nên để cho cái cảm xúc của bản thân mình ảnh hưởng quá nhiều, không nên vô lý quá, và cũng cần phải hai người cũng cần phải nói chuyện này, hai người cũng cần phải trao đổi thẳng thắn với nhau để mà có những cái mục tiêu, có những cái hướng đi dài hạn trong công việc hay là cũng trong như cái vấn đề tình cảm của hai người, thì mối quan hệ mới có thể được lâu bền cũng như là được kéo dài được. Chứ cũng không nên là chỉ biết làm ngày hôm nay hay là yêu ngày hôm nay và không biết ngày mai như thế nào ạ. Đó là ba vấn đề trong vấn đề công việc này, vấn đề tài chính và vấn đề tình cảm mà ba lá bài tarot này muốn đề cập. Thứ hai đó là về các lá bài lên mình. Các lá bài lên mình này thì sẽ trả lời cho câu chuyện đó là trong tuần này của mình, tuần thứ 20 này của mình, mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hay không ạ? Mọi chuyện có tốt đẹp hay không? Thì ở đây chúng ta sẽ có mountain này, núi này. Thứ hai đó là vườn này. Thứ ba đó là fork. Thứ tư đó là gấu ạ. Và thứ năm đó là lady. Ở trong những cái lá bài lên mình này, nếu mà về xét về cái tổng quan thì rất là có khả năng là ở đây mình muốn nói rằng là tổng quan cho cái câu trả lời đó trong cái tuần này của mình thì có tốt hay không, thì nói luôn rằng là trong cái khoảng thời gian này, tuần từ ngày thứ 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 của bản thân mình, của những ai chọn mà tụ đạt mắt hổ này này, thì mọi thứ sẽ không tốt và không như ý muốn. Ở đây thì mình có muốn nói một chút đó là bản thân mình cần phải có sự cẩn thận này, cẩn trọng khi mà liên quan đến từ fork này, lá fork này liên quan đến sự lừa dối ạ. Sự lừa dối này từ đâu ạ? Đó là có thể làm đến từ một cô gái ạ, khá là trẻ tuổi. Đối với những bạn gái á, hoặc là những ai mà đang có khó khăn về tài chính, thì rất là có khả năng là trong cái tuần này bản thân mình cần phải có sự tự thân tự lực về nguồn tài nguyên này, cũng như là về nguồn lực của bản thân này. Tránh cho những ai mà đang có những cái dự định nào đó liên quan đến tiền bạc ở trong cái tuần này cũng cần phải cẩn thận này. Thứ hai đó là tiếp theo đó là trong cái thời gian trong cái tuần này này thì sẽ có một cái sự chậm trễ, sự ngăn cản hay là có những cái chướng ngại vật khá là lớn để hạn chế cho bản thân mình. Hạn chế ở đây thì có thể là từ hội nhóm này, nhóm người, ở đây có thể là cộng đồng hoặc là trong cái nhóm mình làm việc. Nên là nếu mà nói xét về mặt công việc ấy, thì trong cái tuần này sẽ bị delay, sẽ bị chậm trễ. Mà như mình kết hợp với cái lá bài tarot này là mình còn nói là cần phải có sự thay đổi, cũng như là cần phải có sự kết hợp này, hay là cần phải có sự thay đổi một cái tư duy định hướng, chứ không nên là chạy theo đám đông nhiều quá hay là bị ỉ lại vào đám đông, thì nó cũng sẽ tốt hơn cho vấn đề công việc của mình ạ. Đó ạ. Và những cái lá bài Oracle này,
Ok, còn những cái lá Oracle này muốn nói với chúng ta rằng là bản thân mình cần phải có thể có thực hiện này, cần phải làm, cần phải tin tưởng vào năng lực của bản thân mình hơn thì mọi thứ mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Không nên nghi ngờ năng lực, không nên có sự chần chừ hay là không nên thiếu sự tin tưởng vào chính mình. Không nên tự cô lập mình quá, nếu mà áp lực quá thì cũng nên chia sẻ trong công việc ạ, thì cũng nên chia sẻ với đồng nghiệp, chia sẻ với mọi người thì biết đâu có những cái cách giải quyết tốt hơn là hơn so với bản thân mình tự ôm đồm lấy công việc đấy chứ ạ. Đó là tụ bài thứ nhất, tụ bài đá bắt hổ. Thì nếu mà nói về tổng quan về trong cái tụ bài đá bắt hổ này, công việc tài chính hay là trong cái tuần này thì gần như là cũng không được tốt lắm từ phía bài lên mình nói ra. Còn phía bài tarot thì cũng cần phải khuyên lời khuyên cho mình từ phía bài tarot, đó là cần phải có sự thay đổi, cần phải có sự hành động thì mới có thể tốt hơn được, được chưa? Tiếp theo dành cho ai chọn tụ đá tím, được chưa? Này ạ, tụ đá tím thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục phân tích bài tarot đầu tiên, bài Oracle ra để phía này. Bài tarot, bài lên cho mình đây, bài tarot ạ. Ok, ở trong tụ này, ở trong cái tụ bài này chúng ta đang muốn đề cập đến những vấn đề sau. Thứ nhất đó là về mặt công việc. Về mặt công việc thì tổng quan ở trong cái tuần này thì rất là có khả năng là mình đang không nhìn thấy, đang không nhìn ra hướng đi, cũng như không có mục tiêu cố gắng, không có động lực cố gắng trong công việc này nữa. Thứ hai là đang có sự chán nản, thực sự rất là chán nản và không muốn tiếp tục cái công việc này một ngày nào nữa. Và nếu mà theo như trong cái tụ này muốn nói ạ, thì bản thân mình đang rất là muốn nghỉ việc và thậm chí là muốn dừng ngay công việc ngay trong cái thời điểm này, chứ đừng nói là trong cái khoảng thời gian là tuần tới đấy. Ở trên bài thì cũng muốn khuyên rằng mình rằng là ok, nếu mà cảm thấy công việc này quá áp lực, cảm thấy công việc này quá khó khăn, bản thân mình quá mệt mỏi rồi thì có thể mình sẽ suy nghĩ đến định hướng, cũng như là có những cái cách thức này, cũng như là có những hướng đi mới trong công việc của mình. Mặc dù là ai làm cũng phải vì áp lực tài chính đấy, nhưng mà không nên vì đồng tiền mà làm những cái vấn đề hay là làm những cái công việc mà bản thân mình giống như tự gò ép bản thân nhé. Thứ hai đó là về vấn đề tình cảm. Về vấn đề tình cảm thì ở trong này tụng này thì cũng nói đến câu chuyện rời đi, rời bỏ. Nhưng mà rời đi, rời bỏ đây rằng là đôi bên thực sự không hiểu nhau. Thứ hai là do cái cảm xúc của hai bên thực sự chưa đầy đủ cũng như chưa đủ sâu đậm nên là mới có sự rời đi, rời bỏ. Thậm chí là bản thân mình cũng đã từng rất là thoải mái, thậm chí là có những cái thời gian rất là vui vẻ. Tính của đôi bên, một trong hai người thì có sự trầm ổn rất là hợp gu này, hay là công việc các thứ cũng đã có sự ổn định rồi, nhưng mà đôi khi cái sự áp đặt này, đôi khi cái sự quan tâm của người khác đối với mình hay là đối sự quan tâm của mình đối với họ, nó thành cái sự áp đặt, nó thành cái điều mà người khác cảm thấy không thoải mái thì nó cũng sẽ khiến cho mối quan hệ rạn nứt ạ. Sự rời đi, rời bỏ trong vấn đề tình cảm. Về vấn đề tài chính, về vấn đề tài chính ở trên cái tuần này, ở trong cái tụ bài đá tím này thì gần như là không đề cập quá nhiều đến khó khăn về tài chính, mà ở trên bài cũng chỉ muốn khuyên là không nên cho vay mượn quá nhiều, mà cũng cần phải có sự cân bằng trong vấn đề tài chính của bản thân. Tiếp theo là đến lá bài Lenormand trả lời cho câu hỏi đó là trong tuần này của mình thì mọi thứ có tốt hay không? Thì chúng ta sẽ có 5 lá như thế này. Ở trên bài thì có đề cập đó là lá The Tower này, lá số 28 này. Lá số 28 này thì lúc nãy mình cũng quên không nhặt ra, nên là mình sẽ ở đây sẽ có trong tuần này mình sẽ được tiếp xúc với hai đối tượng, đó là một người nam trẻ, độ tuổi khá là trẻ, và một người ở độ tuổi trung niên ạ. Thì ở đây thì sẽ có khả năng đó là có sự bảo vệ, có sự hỗ trợ, có sự giúp đỡ từ phía một người nam đối với công việc của mình, và họ sẽ đem lại cho mình sự thay đổi về mặt công việc cũng như là sự thay đổi có thể ở trong mặt tình cảm đấy ạ.
mọi thứ thì không hề nói rõ rằng là công việc hay là tình cảm, nhưng mà rất là có khả năng là có thể là công việc, có thể là tình cảm, mà cũng có thể là tài chính. Nhưng mà ở trên cái lá bài này thì ở trong cái tụ bài này cũng muốn đề cập với chúng ta là không nên tin tưởng người khác một cách quá mức cẩn thận, bị lừa dối á. Không nên đặt niềm tin vào những người mà mình chưa thực sự quen lâu, cũng như là chưa thực sự có sự tin tưởng ạ. Cái gì nó cũng nên có chừng mực, có mức độ ạ. Đó, ở trong cái tụ bài này thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Lá bài ở tiếp theo đó là ở trong những cái ở trong lá bài Oracle thì chúng muốn khuyên chúng ta rằng là chúng ta nên tin tưởng, chúng ta nên thực sự tin tưởng vào tình yêu đích thực, tin tưởng vào sự thật, và chúng ta cũng cần phải làm nhưng mà cũng nên hướng tới sự bình yên của cuộc sống này, hay là cũng nên để thời gian cho bản thân mình nghỉ ngơi và có thời gian để yêu thương bản thân mình, thì mọi chuyện nó cũng sẽ trở nên tốt hơn, để bản thân mình có thêm động lực, có thêm sự hỗ trợ, có thêm sự cố gắng để cho cuộc sống của mình trong thời gian tới tốt hơn rất là nhiều. Đó là tổng quan về tụ đá thứ hai, tụ đá tím ạ. Tụ đá tím thực chất là cũng, nếu mà tính về mặt tổng quan thì không xấu, không tốt, nó mang tính trung bình. Đó ạ. Tiếp theo đến tụ bài thứ ba, tụ bài đá trắng ạ. Tụ bài đá trắng này thì mình sẽ để lên đá ra đây. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đặt bài lên đường mình ở một bên này, bài Oracle ở một bên, phân tích bài tarot trước nhá. Nào, ok, ở trên cái lá bài này nói về cái tụ này, tụ đá trắng thì mình nhìn sơ qua thì cũng thấy khá là tích cực, bởi vì chúng ta có thể nhìn sơ qua về cái tụ này, về hình ảnh này, về màu sắc của lá bài thì không quá đen tối này, không quá tiêu cực, nó khiến cho bản thân mình cảm thấy sự hài lòng, sự tin tưởng, hay là cảm thấy nó tươi sáng. Thì thứ nhất là về mặt công việc, ở trong cái tuần này, ở trong cái giai đoạn này thì khá là tốt, bản thân mình đang cân bằng. Và ở trong cái tuần này thì biết đâu là bản thân mình, ở trong cái tuần 30 này thì biết đâu là trong cái tuần này bản thân mình sẽ đón nhận những cái thông tin, những cái tin tức này, hay là những cái điều may mắn khá là mang tính tích cực trong công việc. Biết đâu đó là một cái cơ hội để cho bản thân mình thăng tiến trong công việc ở trong cái khoảng thời gian sau này thì sao. Thứ hai đó là nói là trong công việc thì bản thân mình cũng đang cân bằng, đang điều chỉnh mọi thứ rất là tốt, nhưng mà lời khuyên ở đây là không nên làm việc theo hứng thú, hay là không nên để cho cảm xúc bản thân ảnh hưởng quá nhiều trong vấn đề công việc, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất cũng như là hiệu quả trong cách làm việc của mình. Thứ ba đó là ở trong vấn đề công việc thì mình không nên quá cố chấp, cũng như là không nên quá tự cao trong cách làm việc của mình, mà cần phải có sự chia sẻ. Thứ tiếp theo đó là trong công việc, nếu mà mình đang đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn với những ai mà đang tìm việc ạ, thì hãy nên cân nhắc này, hãy nên cần phải có sự phân tích kỹ lưỡng đối với năng lực của bản thân để mà lựa chọn những cái ngành nghề hay là những cái hướng đi nào nó thực sự phù hợp với bản thân ạ. Bởi vì ở trên bài có nói là với những ai mà đang tìm việc ạ, thì có thể là họ rất là tự tin, họ rất là hài lòng về cái năng lực của bản thân, nhưng mà chỉ với một sự lựa chọn sai lầm mà họ sẽ không thực sự phát huy được tốt những cái ưu nhược điểm của bản thân ạ. Ở trong cái tụ này là về vấn đề tài chính, là có thể trong cái thời gian tới, trong cái tuần này, tuần thứ 30, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, có khả năng là sẽ có những cái thông tin, có những cái tin tức mang tính tốt lành liên quan đến mặt tài chính sẽ giúp cho mình khá là vui vẻ, và có biết đâu là sẽ cải thiện được cái khó khăn tài chính từ phía trong khoảng thời gian trước. Còn về mặt tình cảm ạ, cũng rất là có khả năng là mình sẽ tìm được mối quan hệ định mệnh đi, hay là có những cái thời điểm này để mà mình bắt đầu mối quan hệ, không nên cân nhắc mình nhiều quá, không nên để cho cái tôi của mình ảnh hưởng quá nhiều mối quan hệ. Bởi vì ở trên bài cũng có nói rằng là ở trong cái khoảng thời trong cái tuần này cũng như là trong khoảng thời gian trước, bản thân mình cũng với những người đang độc thân ấy, đang có sự cân nhắc giữa rất là nhiều mối quan hệ, nhưng mà với cái sự, nhưng mà với cái tôi của mình hơi cao thì gần như là vẫn chưa có sự mở lòng, nên là đây là một cái khoảng thời gian mà đôi bên cần phải cho nhau những cái cơ hội đó ạ. Thứ hai đó là với những người mà đang ở trong mối quan hệ thì
Ở đây đang muốn đề cập đến sự vô tâm. Thứ hai, đó là đôi bên không quan tâm đến cảm xúc của nhau. Ở trên cái lá bài này thì cũng muốn rằng là trong cái tuần này đôi bên hãy cho nhau một cái khoảng thời gian riêng tư cũng như là những cái cơ hội để mà mình hâm nóng lại cái cảm xúc của chính mình ạ. Đó là về cái vấn đề tarot. Thứ hai đó là cái các lá lên nút mình. Lá lên nút mình thì chúng ta ra lá star này. Thứ hai nữa là lá ship này. Thứ ba là lá chi này, stop này và clover. Năm lá này thì sẽ trả lời cho câu hỏi đó là trong tuần này, tuần thứ 30 của mình thì mọi việc tuần này của mình có thuận lợi không? Thì thứ nhất là ở đây là mình có nhìn thấy luôn là hai lá mang cái tính tích cực, đó là lá star này, lá clover này. Nên là ở trong cái tuần này thì ở trong cái tụ đá trắng dành cho những ai chọn tụ đá trắng này khá là tích cực. Ở trên lá này thì cũng có muốn đề cập đó là một cái chuyến đi ngắn ngắn ngày. Một chuyến đi ngắn ngày thì sẽ khiến cho mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn khi mà bản thân mình cảm thấy quá là căng thẳng. Thứ hai đó là sự kéo dài, sự chậm trễ của một vài kế hoạch khiến cho bản thân mình phải thay đổi cũng như là cần phải có sự nghỉ ngơi sau những cái khoảng thời gian dài cố gắng nhé. Thì cái sự nghỉ ngơi này thì sẽ cũng cho khiến cho mọi thứ nó sẽ trở nên chậm trễ hơn. Biết đâu là những cái dự định này, những cái kế hoạch này của bản thân mình dự định thực hiện trong tuần này nhưng mà mình sẽ phải delay sang một tuần khác vì bản thân mình quá mệt mỏi rồi. Biết đâu đó là những cái chuyến đi của mình nó sẽ kéo dài hơn so với dự định. Nhưng mà thực chất là nó không hề mang cái tính tiêu cực mà nó sẽ chỉ khiến cho bản thân mình có thêm động lực này cũng như là dành thời gian để dành cho bản thân mình nhiều hơn chứ không phải là sự tiêu cực ở đây ạ. Và ở trong những cái lá bài lên mình này cũng muốn đề cập là những cái sự may mắn hay là những cái điều may mắn hay là những cái tin tức mang cái tính tích cực nhưng mà nó chỉ mang cái tính ngắn hạn thôi ạ. Và bản thân mình ở trong cái tuần này thì với những ai chọn tụ đá trắng ấy ạ thì khá là ok, khá là tốt ạ. Còn về lời khuyên của các lá Oracle thì thực ra là ở trên lá bài này thì cũng chỉ muốn khuyên là về mặt tình cảm thì chúng ta nên tin tưởng vào ánh mắt của mình cũng như là hãy thử tìm hiểu đối tượng, tìm hiểu mối quan hệ của mình thật kỹ càng. Sự quyến rũ của con người, vẻ đẹp của con người không nằm ở ngoại hình mà đôi khi nó lại tiềm ẩn ngay ở bên trong. Nó nằm ở tính cách này, nằm ở cách nói chuyện này. Và bản thân mình cũng nên tin tưởng vào cái năng lực của bản thân. Đó, và biết đâu là trong cái tuần này, trong cái tuần thứ 30 này sẽ có những cái điều mang cái tính định mệnh, nó mang cái tính duyên số sẽ ảnh hưởng cũng như là sẽ khiến cho bản thân mình thay đổi cái quan điểm, thay đổi cách suy nghĩ của bản thân mình ạ. Ok, đó là mình vừa phân tích vừa giải đáp cho các bạn, đó là ba tụ bài dành cho câu hỏi đó là dự đoán tuần thứ 30 từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7. Mọi người xem video nếu mà thấy nội dung hữu ích thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh để đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình hiện tại thì vẫn có đang nhận lịch họp tại Hà Nội và tại khu vực Cầu Giấy, Mễ Trì cũng như là Thanh Xuân. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại cá nhân của mình đã có ghi và cũng có nhận lịch xem tarot online. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook của mình Vũ Hải Yến ạ, và link Facebook thì mình cũng đã có gắn ở trên phần mô tả của kênh rồi đấy ạ. Xin chào và tạm biệt mọi người ở video dự đoán tuần tiếp theo.